Tài Gaming. Quay trở lại với kênh của Cu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip đeo răng nha anh em. Clip này thì tôi chơi đặt quyền thoại thôi anh em ạ. Tại giờ cuối mùa mà có khách bút nè. Khách này bút đánh từ quyền thoại lên thần thoại cộng với lại 10 game phân loại anh em ạ. Nên là tôi đi solo để tôi làm clip cho anh em coi luôn. Tại vì răng này tôi nghĩ nó cũng dễ thôi. Với lại răng này thì chơi mấy con tào lao được, kiểu như bụi cây biết nói nè. Điện chơi bụi cây biết nói được nè. Má có phải răng quyền thoại không vậy mà nó đè ghê quá vậy. What the fuck. Răng quyền thoại mà mới vô xâm chiếm dữ da. Ê vậy mấy anh hai. Ây da đau 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 đau. Thôn. Chơi gì hay kỳ nha. Quýnh găng thấp mà team bạn hổ báo cáo trồn dữ vậy. Ủa rồi sao nó không găng lên vảng chí lên găng trên, nó quýnh lộn mới lên trên vậy. Rồi sao thằng Hanabi không bắn đi. Ừ bắn nó không. Sợ gì nó không, túi ông ngay thằng mà. Túi ông ngay thằng mà ông sợ nó hả. Bon bon có gì đâu mà sợ nó. Lụm nó con chó là nó phế mẹ ơi. Quýnh răng này chiêu chiêu thôi anh em ơi. Anh em coi clip thì cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua hội viên ánh sao, nhắn tin về fanpage Cu Tài Gaming. Cảm ơn em rất nhiều nha. Gì dâu đất sao ra đây farm luôn rồi cha. Lên đẹp chống farm cha. Báo nữa rồi, báo nữa rồi. Rồi sao tôi lên 4. Không farm vậy lấy gì tôi có 4. Xuống dưới mình cam bon bon mấy không. Xuống như viên bon bon. Lên thiên phạt trước đi ha. Lên thiên phạt sớm sớm kết được mạng là tích được sẽ tách thì đam nó to. Dễ sóc đam. Ghê vậy. Ghê vậy. Ôi ghê vậy. Lục di trưởng trưởng đồ khó chịu vậy bạn. Ghê vậy bạn. Trưởng không trúng cái nào mấy trưởng trúng mà chết mẹ. Pha đó đó mà trưởng trúng chắc mình đai rồi đi. Mày nó trưởng không trúng cái nào. Âu đó ăn đựng chua. Nhà tốt viên kia đè được bon bon nè. Ủa cái thằng support ở đâu ta. Support chắc lên rùa. Ờ nó trên rùa này. Đây đây Matthew đây. Cái răng quyền thoại này tụi nó di chuyển không hiểu được ở đây mà. Nó di chuyển mỗi thằng một nơi. Nó di chuyển khó hiểu lắm. Nó không như răng kia mấy ông. Cái răng kia thì nó còn dễ tính. Răng này khó tính quá. Răng này mỗi thằng nó chạy một kiểu mấy ông ạ. Không biết được đường đâu mà lần. KS đơn giản. Người ta gọi đó là last hit hero. Từ. KS đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Lâu lâu rồi xuống ngăn thấp hành gà đồ chơi, giải trí đồ chơi. Cái con điện này lên răng cao không ai chơi đâu mấy ông, chơi răng thấp thôi. À, lên răng cao chả có ai chơi con này đâu, yếu lắm. Quỷ này răng cao yếu xìu à. À mấy ông thấy không, cái răng thấp thì dễ chơi, dễ trúng thưởng, cứ vô là chiêu 1 chiêu 2 là có mạng. Cứ chiêu 1 chiêu 2 là có mạng, easy. Về. Về xong chạy lên top. Lên top căng trên top tiếp. Châu với lại Matthew băng trụ của cả Ranger. Ôi băng trụ gì mà Udus không chết hả? Udus lên đam mà tụi nó không đánh được Udus à. Mấy anh kia gà dưới trời, ba thằng đánh một thằng mà thằng kia nó không chết. Ảo vậy. Đúng răng quỳ thoại có khác nữa mà. Quá là non. Giọng dưới đánh được nè. Giọng dưới đấm được nè. Đấm dưới hay đấm đây ta. Ai suy nghĩ đấm thằng nào đây. Lucy Ranger. Rồi Ranger cúc. Một combo là cúc ha. Một combo là một mạng. Cứ combo là có án mạng xảy ra. Lucy bể chậu rồi. Quýnh cái chậu chứ cái. Hai thằng đơn giản vậy thôi. Đánh tay là mình cũng có thể kích được thiên phạt nha. Choán nó một cái. Thằng kia vẫn chết à. Chịu ơi, kia vẫn chết chịu ơi. Từ mình canh choán nó cái là nó cút nè. Có anh Tây rồi, có anh Tây rồi. Rồi anh đi anh farm. Anh đi đó anh đi đó. Nháy nó chơi cho vui thôi chứ 100% nó đi rồi, 100% nó đi rồi. Nặc này cùi quá, nó không có nháy đèn được anh em ạ. Ngọc cũng không có. Đánh ngang quyền thoại mấy ông, không có ngọc luôn á, này không có ngọc luôn á. Chơi giải trí thôi đi. Hành gà đúng nghĩa, xì búp găng. Chạy nhanh vậy, cút. Godlike mấy ông ạ. Giả man chưa. Cút.
về. Con Luigi nó chưởng cũng thốn quá ha, má nó chưởng con hai nó bị sắp mặt lờ. Yeah, chưởng học giả vô một cái đi rồi mình lên cái đôi cánh chạy cho nó nhanh. Chạy nhanh bảo lên đi găng. Cứ thằng một giật, cứ thằng một giật. Anh em ở Sử Thi này, kênh tôi không biết giờ này còn ai Sử Thi với huyền thoại không ha. Mấy ông ở Sử Thi huyền thoại mấy ông hãy chơi con này được á. Dễ chơi. Dễ chơi mà dễ ăn mạng nữa. Mà rank thấp thôi nha, chứ rank cao đừng chơi con này nhá, rank cao mấy ông chơi con này là mấy ông cút á. Đi đó. Thấy không? Cứ một giật là xong, một combo là xong, một combo là xong. Xong. Rất đơn giản nhưng mà rất đơn giản luôn. Cái răng này chắc tôi phải làm phải tệ lắm, phải 20 mạng là ít, phải không? Game này chắc tôi phải giật 20 sát. Bèo lắm rồi, cũng phải 20 sát. Bụi cây biết nói mà. Đánh tay kích thiên phạt là cũng ăn mạng nè. 70 start rồi. Luigi một combo à, Luigi lú ra một combo, tôi có anti rồi. Xong đó. Chu suốt. Ok chịu. Ok chịu, chu suốt chịu rồi, 100 chấm chết. Chu nó không suốt thì thôi chứ một khi nó đã suốt thiện điện chịu gì nổi, phải không? 100 chấm lên bảng. Báo thù cho tôi được không? Được. Hai chu nó suốt gót chơi cút luôn hả? À? Ghê hả? À? Nó suốt gót chơi như chó vậy. Giờ sao ta? Cánh được lửa vô đi. Ok, cánh được lửa vô đi. Cho án được là combo 231 nha anh em, combo 231 nha. Cút luôn á. Nha, combo 231. Matthew nó nghĩ nó trâu hay gì băng thạch mà nó có kháng phép đâu. Băng thạch tăng giáp không à, nó có kháng phép đâu thì một giờ cũng đi à. Chúng sinh là bình đẳng phải không? Con điện này mà nó có đồ thì đúng kiểu chính chúng sinh là bình đẳng, ai cũng như ai. 12 giây thằng nào đi ngang thì cút. Bon bon hay bất kỳ một thằng nào đấy đi ngang cái góc là cút. 5 giây. 5 2. Đơn giản thôi anh em thấy không? Đơn giản thôi. Cứ thằng nào đi ngang là cút, thằng nào đi ngang là cút. Cày liền khó chịu liền. Đợi nó dí có chờ, đợi nó dí có chờ. Từ 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 Ganger trước nè. Má Ganger đã bắn được tôi, Ganger đã bắn được tôi mấy ông ơi. Ganger đã bắn được tôi. Phải có chiêu cuối nha mới dồn được nha, không có chiêu cuối dồn được đâu. Chú hay với bạn, chú hay với bạn. Chú hay với bạn. Gắng gắng làm 20 sát nha mấy ông. Lần này phải làm 20 sát, 30 sát coi nó mới phê chứ. Giật điện nó mới phê chứ luôn gì nè. Cút. Nhanh gọn. Mẹ chắc tôi cút quá. Không con này nó lên tăng, nó lên tăng, nó lên cái nó lên cái băng thạch, nó lên cái băng thạch nó không đủ đam đâu. Về. Nó lên băng thạch nó không đủ đam giết tôi đâu. Đồng đội qua cứu kịp. Không sao. Sắp đủ đôi cánh rồi, có đôi cánh vô là mình trâu à. Thêm cái cánh được lửa vô nữa là bao trâu. Bao trâu chó. Lượm được châu không? Đấm nó. Hay, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Gót chưa Tino. Hay quá. Rồi bon bon này 231 nè. Chết mẹ rồi. Dính 7 rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Xong rồi. Dí đi con, dí đi con. Dí đi con. Dí đi con. Combo hơi lỗi anh em, tự nhiên bấm chữ 3 trước. Combo hơi lỗi á. Chơi đúng mà phải là 231 nha, mình bấm chữ 3 trước mình bậy quá trời. Tào lao mấy ông. Về. Pha lê ánh sáng. Tầm này pha lê đẹp rồi, tầm này pha lê là một cái một đi à. Thằng nào cũng như thằng nấy, chiêu cuối hồi bao lâu vậy? Chiêu cuối 29 giây hả? Lên thêm 10 triệu thời gian em ta, hồi cho lại em ta. Đó, thêm 10 triệu thời gian hồi chiêu cho nhanh ta. Xanh quá trời mà cần gì xin kháng phép đâu, đâu cần thánh kiếm đâu. 231 nè. Ôi, không chết hả? À là mắc bảo lướt qua được cái dòng điện thứ hai không ạ? Cao đó. Cũng. Trời ơi má, 500 đam mấy ông ơi, 500 đam sức thương chuẩn. Quá khủng khiếp. Ôi, không tới, má giờ không tới. Phải đó giật chiêu 1 không tới.
tớ chắc một bon đi á, quả đó mà tớ chắc chắn một bon đi á. Cục pha lê vô đây lẹ coi, pha lê với lại quyền chuyển thời gian là hợp lý, quyền chuyển thời gian tăng cho mình miếng máu với 15% giảm gian hồi chiêu nữa. Cục máy giật anti chi phí ta, pha đó đủ đam mà anti hơi phí anh em. Ok, đánh tay đủ chết rồi mấy ông, đánh tay kích từ thiên phạt. Cái thiên phạt nó có lợi ở chỗ là mấy ông đánh tay nữa, kiểu mấy ông thiếu một tí đam thì đánh tay một tí, đánh tay một tí là nó đủ đam luôn, nó vô tình đủ đam luôn. 18 rồi, 18 rồi, hành trình 20 sát mấy ông ạ. Nhẹ nhàng tình cảm thôi không, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đây 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 đây. Đây đây. 2 3 1 cút. Thấy không? 2 3 1 là cút, 2 3 1 là cút. Hồi nãy nó sống là nhờ mắt bảo á. Chú như mới lướt anh mới lướt xong rồi nó dậm dậm cái chiêu một nó kết hợp với tóc biến không à. Tôi đứng cái bụi bên đây rồi, tôi đâu đứng bụi bên kia đâu. Tóc biến gì chú. Thằng này hài thiệt chứ. Thằng này hài điên phải không ạ? Này hài điên. Rồi rồi, Gatot Tino. 2 3 1 cút. Thấy không? 2 3 1 cút. Vậy thôi. Con điện combo là 2 3 1 nha anh em. Đoán chạy từ nó bắn mình đi á, nó bắn mình đi á, đấm hồi ôi một đấm hồi ôi một đấm ngất ngay con gà tây e được không ta. Cho nó đá thằng Hanabi cháu mà, Hanabi cháu mà đâu chết được. 2 3 1 đúng nghĩa luôn. 2 3 1 cút. 21 sát rồi mấy ông ơi, 21 sát rồi. Chù đá không? Trời ơi, 2 với 1 thôi, không cần tới 3 luôn. Không cần tới 3 luôn. 22 sát. Giờ tôi lên thêm cái gì ta? Chưởng xét đi, tôi nghĩ là lên chưởng xét đi. Chưởng xét nó kích thêm đam nữa mấy ông ạ. Mà nó kích đam mát lắm. Thêm chưởng xét nó kích đam bao thốn luôn á. Cái chuyện xét là 700 đam nè, tăng thêm 700 đam nữa mấy ông, má giật cái là 700 đam nữa, trời ơi trời. Trời ơi má, 700 đam đấy, nó có ghi kìa, 700 đam đấy, lên được cái chuyện xét là 700 đam rồi đấy. Nó bồi thêm 700 đam nữa, thứ gì chịu nói. 2, 3, 1, cút. 2, 3, 1 là cút, 2, 3, 1 là cút. Quá đơn giản anh em. Từ nấp cái đã, nấp cái đã. Để coi, để coi, để coi, châu đá này. Châu đá này. Giật cái rồi, đất đấm đi bạn. Đấm đi bạn, đấm được gì đấm đi bạn. Không cút à. Không cút à. Cút à. Châu hết đá, châu hết đá. Châu hết đá rồi, châu hết đá rồi. Làm mé còn đá nữa mấy ông. 25 sát, trời ơi là trời. Đánh con điện răng này 25 sát. Quá tình cảm luôn em đấy, anh em thấy không? Ở cái răng thấp này anh em đánh con điện là tuyệt vời. Không có nào mà ngon bằng con điện cái răng này cả. Đam thì to dễ chơi nữa, cứ 2 3 1 2 3 1 easy không, cứ thằng nào ra là như thằng nấy, chúng sinh là bình đẳng. Ai da ai da ai da ai da 2 3 1 xém chết mấy ông, xém chết xít nữa tôi chết rồi. Cứ 2 3 1 2 3 1 mấy ông ạ, câu thần chú quýnh con điện là câu thần chú. 2 3 1 dễ vãi chưởng. 26 mạng mấy ông, bao sờ múp găng luôn. Tim mày nó có nào có khán phép đâu, đánh con nghiện mà tay lên phun đam như thế này không thì đúng kiểu má. 2 3 1 là xỉu, 2 3 1 là xỉu, ai như ai thôi, thằng nào như thằng nấy thôi. Rồi xong game rồi mấy ơi, end game đợi gì nữa không end. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip con Elra con điện của tôi. Anh em cho tôi một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua hội viên ánh sao hoặc là cày thuê thì nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Đạt 15 hạ gục. Rồi, bye bye anh em nha. Chúc anh em một ngày vui nha. Bye.